Lạy Chúa, con đây là người huynh trưởng, việc không lương mà sao con cứ làm? Bởi vì Chúa đã khoác lên mình con khăn đó viền vàng nhật thành chăm lo nhà Chúa. Lạy Chúa, con đây xin làm khí cụ, đem an bình niềm vui khắp trần gian, trao yêu thương nụ cười tình hiệp nhất, mãi phụng sự nhà Chúa suốt đêm ngày. Ta ơn tình Chúa thương ban chan chứa tâm hồn, và đầy đời con xin dâng dâng hiến cho Ngài, và giữa cuộc đời truyền giao danh Chúa. Hành trang đời con mang theo đức ai khiêm nhưng nhiệt tâm, và luôn hăng say phụng sự suốt đời xưng danh huynh trưởng Giê-xu. Lạy Chúa, con đây là người huynh trưởng, nguyện yêu thương sẻ chia những nỗi buồn, cùng hiệp nhất thế giới trong tình yêu, hy sinh cầu nguyện việc lành siêng năng lời Chúa. Lạy Chúa, cho con vuông tròn ước nguyện, mãi trung thành vững bước trong niềm tin, trên vai con hành trang là đức ái, Chúa song hành cùng con bước vào đời. Ta ơn tình Chúa thương ban chan chứa tâm hồn, và đầy đời con xin dâng dâng hiến cho Ngài, và giữa cuộc đời truyền ra danh Chúa. Hành trang đời con mang theo đức ái kiêm nhưng nhiệt tâm, và luôn hăng say phụng sự suốt đời xưng danh huynh trưởng Giê-xu. Dù có gian nan đường đời vất vả, đừng lo chi vì Chúa luôn song hành, Ngài dẫn lối soi bước cho đời con, nhân chứng của Ngài giữa đời vinh hoa lạc thú. Lạy Chúa, con đây là người huynh trưởng, luôn trung thành phụng sự Chúa ngày đêm, đem yêu thương tiếng cười vào thế giới với tinh thần người huynh trưởng Giê-xu. Ta ơn tình Chúa thương ban chan chứa tâm hồn, và đầy đời con xin dâng dâng hiến cho Ngài, và giữa cuộc đời truyền giao danh Chúa. Hành trang đời con mang theo đức ái khiêm nhưng nhiệt tâm, và luôn hăng say phụng sự suốt đời xưng danh huynh trưởng Giê-xu. Ta ơn tình Chúa thương ban chan chứa tâm hồn, và đầy đời con xin dâng dâng hiến cho Ngài, và giữa cuộc đời truyền giao danh Chúa. Hành trang đời con mang theo đức ái khiêm nhưng nhiệt tâm, và luôn hăng say phụng sự suốt đời xưng danh huynh trưởng Giê-xu.